Cô bắt đầu giải đề cương ôn tập kiểm tra kỳ 1 lớp 11 chương trình chuẩn. Câu số 1 lasting. A1 mutual. A1 chỗ này cũng hơi nhầm xí là người ta yêu cầu mình phân biệt giữa cái âm của chữ tờ này thì mình thấy có từ lasting là chữ tờ, mutual là âm trầm nhẹ. Kem lưu ý trời nhẹ mutual như thế này. Ok, thì cái âm của nó là chữ tờ với chữ sờ như thế này. Mutual. Ok rồi, stature cũng là trời nhẹ luôn, feature trời nhẹ, vì thế mà mình sẽ chọn chữ lasting là âm tờ. Câu 2 special là âm e, selfish e. Cái chữ này nếu mà lạ với các em thì các em bấm vào trong Oxford để cho người ta đọc. Essence. Essence thì mình thấy đây là âm E. Vì thế mình sẽ chọn Secret là âm Y. Performance là âm 2. Implement âm 1. Exercise âm 1. Policy âm 1. Chọn A. Câu số 4. Solution âm 2. Insurance 2, explosion 2, membership 1, chọn yeah. Câu số 5, ở đây mình có từ concerned. Nếu mà mình còn lăn tăn thì mình kiểm tra xem thử. Concerned. Từ concern này nó có hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên là lo lắng. Thì nó đi với giới từ là about nè, before nè. Hoặc còn nghĩa thứ hai là quan tâm đến cái gì đó thì nó sẽ không đi với từ for. Em lưu ý mà nó sẽ đi với about hoặc là đi với with. Thì khi mà quan tâm tới một cái gì đó thì sẽ là be. Bản thân của tôi thì thường quan tâm tới tất cả những vấn đề mà tôi đề cập. Câu số 6, cô ấy cảm thấy thật là khó để gì đó với bạn mới của mình. Thì chữ get này là một linking verb, nó sẽ cộng với động từ và cộng với tính từ. Chữ get. Ok. Tôi xem cái nét nghĩa mà nó là linking verb. Trong này thì nó không có đề cập tới, nhưng mà get được tính là một linking verb, có nghĩa là một cái tên, cái động từ nối thì nó sẽ phải đi với một cái tính từ. Và trong trường hợp đó thì chữ get chúng ta sẽ dịch là trở nên như thế nào đó, nó tương đương với từ become. Có cảm thấy thật khó để mà làm quen với bạn mới. Chúng ta có từ be acquainted with someone, làm quen với ai. Acquaintance là người quen, đây là một danh từ, nó không xài nhé. Câu số 7, I'm going to travel with my friends to Kyoto this summer. Tôi sắp đi du lịch với bạn của tôi đến Kyoto vào mùa hè này. Vậy thì Laura sẽ nói gì mà đằng sau đó bạn Laura nói là be sure to tell me all about your trip when you get back. Hãy đảm bảo là kể cho tôi về chuyến đi của bạn khi mà bạn quay lại nhé. Thì tức là mình sẽ chọn câu C, sounds like fun, nghe có vẻ vui nhỉ. Kể cho mình khi bạn về nhé. Thì nó sẽ phù hợp hơn. Chữ that's right là được rồi, đúng rồi. There's no doubt about that. Doubt là sự nghi ngờ. Thì nếu mà không nghi ngờ tức là rõ ràng. Rõ ràng là như thế. Để mà mình đồng tình với một ý kiến gì đó. Còn câu D là xin lỗi, rất tiếc khi mà nghe thấy điều đó. Ví dụ một người nào đó báo cho mình một cái tin buồn gì đó thì mình sẽ chọn câu D này. Câu số 8. Chúng ta có những cái động từ chẳng hạn như watch, rồi see, hear, v.v. Cộng với một cái chủ ngữ thì đằng sau nó sẽ cộng với động từ không chia, tức là ban infinity nếu chúng ta chứng kiến toàn bộ hành động hoặc là hành động xảy ra và chấm dứt ngay lập tức. Còn sẽ chọn là verb in nếu như mà chúng ta chứng kiến một phần của hành động, cái lúc mà chúng ta chứng kiến cái hành động đó đã xảy ra từ trước và đang xảy ra nhé.
thì chúng ta sẽ chọn câu A là phù hợp. Câu số 9, chúng ta sẽ tìm từ closest in meaning, có nghĩa là gần nghĩa nhất. Thì câu A, truth, là sự thật. Chữ loyalty này là lòng trung thành, nó sẽ không bằng với sự thật. Faithfulness là cái sự trung thủy, trung thành. Strength, sức mạnh, đây là danh từ của từ strong. Sureness, chắc chắn. Ở số 10 thì chúng ta phải tìm cái từ mà trái nghĩa với cái từ đặt chân ở đây. They were bitterly disappointed at the result of the game. Họ cực kỳ thất vọng trước kết quả của trận đấu. Thì chữ thất vọng thì nó sẽ ngược với từ hài lòng là contented bằng với satisfied. Em lưu ý đọc cái âm, cái phát âm cho nó chính xác, dấu nhấn và phát âm để mình không có bị mất điểm cái phần mà pronunciation rất là ổn. Như joyful, joyful là vui vẻ, amazed, ngạc nhiên, interested, quan tâm. Câu số 11, Michael accused his brother. Chúng ta có cấu trúc là accuse somebody of doing something, buộc tội ai vì đã làm điều gì đó, thì sẽ chọn câu C. I'm sorry that I was rude to you yesterday, said Ming. Mình nói là mình xin lỗi vì mình đã rất là thô lỗ với bạn ngày hôm qua nghe. Thì nếu mà xin lỗi thì mình phân tích mấy câu này đều là xin lỗi hết, tại sao câu A không được. Mình nếu mà mình chọn cái câu A thì mình thấy I'm sorry lùi xuống thành I was sorry là được. Nhưng mà cái chữ was, I was này thì lại không thấy lùi. Đáng lẽ chúng ta phải lùi là he had been. Ok? Vì thế A sao không chọn câu B. Nó bị sai nghĩa mất. Mình nói thì mình thô lỗ chứ không phải Nga thô lỗ. Câu C là Nga xin lỗi mình vì đã thô lỗ với anh ấy ngày hôm trước, thì là ngược nghĩa luôn, sai nghĩa hoàn toàn. Nghĩa của D là Min apologize to Nga for being rude to her the previous day. Mình xin lỗi Nga vì đã thô lỗ với cô ấy ngày hôm trước đó. Chúng ta có cấu trúc là apologize to somebody for doing something. Số 13 thì cái gì đó là những người mà quyết định xem ai thắng một cuộc thi. Chúng ta có từ judges là trọng tài, spectators là khán giả trên khán đài. Thì có phân biệt một chút giữa spectators với là audience là khán giả trong thính phòng. Competitors là cái người mà dự thi. Câu số 14, poor expected. Cấu trúc của mình là expect somebody to do something, mong đợi ai làm gì đó. Còn nếu mà mình đổi thành bị động thì là expect to be cộng với past participle, quá khứ phân từ. Ở đây thì là Paul hy vọng là được mời đến cái tiệc mà nhà mới của bạn Linda này, cho nên nó bán C là đoán chính xác, nó phải dùng theo dạng bị động. Câu số 15, Ngân trả lời là every 20 minutes. Chúng ta thấy cái chữ every này là mỗi. Thì mỗi 20 phút có nghĩa là 20 phút một lần. Thì người ta sẽ phải hỏi về cái tần suất của cái lượt mà xe buýt chạy. Tần suất chúng ta sẽ dùng chữ how often. How often do the buses run? How far thì hỏi bao xa, what time là mấy giờ, và how much là bao nhiêu tiền. Câu số 16, he is the only. Đã là he thì là người đúng không? Anh ấy là cái gì đó duy nhất mà không chạy cái chặng này trước đây. Vì là cái người mà tham dự thi, thí sinh, competitor là đáp án chính xác. Bởi vì đuôi or hoặc đuôi er là đuôi của người, chỉ về người. Competitive đây là một tính từ là mang tính cạnh tranh. Rồi competition là danh từ cuộc thi và compete là động từ cạnh tranh. Câu số 17, John cảm ơn tôi vì đã giúp cho anh ấy mang bưu kiện. Cảm ơn ai vì đã làm điều gì? Thank somebody for doing something. Okay. Câu số 18, parents rarely let the children. Bố mẹ thì hiếm khi để cho con của mình đi ra ngoài sau 9 giờ tối. Thì mình thấy cấu trúc của mình là let somebody do something, cho phép ai làm gì, thì nó sẽ bằng với từ allow or permit somebody to do something. Ở đây các em lưu ý là mình sẽ phải có chữ to ở đây nữa. Nếu như mình dùng với từ allow hoặc là permit. Ok. Câu số 19, chỉ có 10% diện tích đất trên trái đất là có thể được dùng cho cái việc mà canh tác, và 20% khác thì là cho chăn thả, chăn nuôi gia súc. Chúng ta có từ chăn nuôi là từ raise. Mình có từ raise này mình có thể dùng với gây quỹ là
chẳng hạn như raise funds hoặc là raise a kid là mình nuôi một cái đứa bé lớn lên. Ok. Câu 20, if you nếu như bạn kể với tôi vấn đề này trước đây thì bây giờ tôi đã giúp được bạn rồi. Thì mình sẽ thấy hai cái mà mình cần phân biệt ở trong trường hợp này là nó có cái từ earlier là trước đây. Thì nó nói về cái một cái hành động mà đã xảy ra trong quá khứ và bây giờ mà hàm ý tiếc nuối. Thì mình sẽ dùng điều kiện là ba ở trong cái vế này là vế if, mình đi if. Và ở khúc này mình thấy có chữ now là nó ám chỉ hiện tại thì mình sẽ phải dùng điều kiện loại hai ở trong cái vế mà mệnh đề chính nhá. Nếu như anh bảo với tôi về vấn đề này trước đây thì mình sẽ phải dùng chữ had to, chúng ta chia ở thì quá khứ hoàn thành, và cái vế còn lại là thì bây giờ tôi đã giúp được anh rồi thì chúng ta sẽ dùng điều kiện loại hai cho mệnh đề chính, thì sẽ gồm có chữ would cộng với ban infinity. Đáp án mình cần chọn là đáp án A. Câu 21, he is very generous and everyone admires his blah blah blah. Anh ấy rất là hào phóng và mọi người thì đều ngưỡng mộ cái gì đó của anh ấy. Chữ selfish là một tính từ. Ở đây chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ cần một danh từ và chúng ta phải loại hết câu C và câu A đi. Chỉ còn câu B và câu D. Chữ selfishness là sự ích kỷ và chữ unselfishness là sự không ích kỷ. Thì ngưỡng mộ thì phải ngưỡng mộ sự không ích kỷ. Vì thế chúng ta sẽ chọn đáp án D. Câu 22, I was enjoying my book, but I stopped gì đó, a program on TV. Chúng ta có cấu trúc stop doing something là mình ngừng hẳn là một cái việc làm gì đó lại. Yeah. Sẽ ghi đây để em hiểu nè. Stop doing something. Ngừng hẳn. Việc làm gì lại, còn stop to verb, ngừng lại để làm việc gì đó. Tức là trong cấu trúc mà stop verb in này thì là cái việc em đang làm và bây giờ em ngừng hẳn lại. Rồi, để làm một việc khác thì sẽ là to verb. Vậy ở đây mình chọn là ngừng việc đọc lại để xem một chương trình ở trên TV. Ngừng hẳn cái việc đọc thì là đọc phải là verb in, còn để xem TV thì sẽ là to watch. Ok. Câu số 23. The boy cheered when they saw the beautiful kites rose up to the sky. Cậu bé này họ reo khi mà họ thấy những cái cánh diều rất là xinh đẹp bay lên bầu trời. Mình đã có một cái câu tương tự như thế vừa nãy cô mới giải thích. Là cái câu số 8 này mình có từ watch, từ hear, từ see, những cái từ như thế thì mình cộng với một cái tân ngữ thì đằng sau mình sẽ phải cộng với ban infinity nếu như mà mình chứng kiến toàn bộ hành động hoặc hành động xảy ra và chấm dứt ngay lập tức. Các em có thể ghi lại để cho mình không có bị sai phần này nữa, hoặc là mình sẽ cộng với verb in để diễn tả là mình đã chứng kiến một phần của cái hành động nha. Rồi, ok, cho nên cái chỗ này mình sẽ chọn là rise up, là V1 của nó, tức là động từ mà nguyên mẫu không chia là rise up. Còn khi mà mình đổ qua V2 là rose, đổ qua V3 là reason, như thế này. Câu số 24, chúng ta có cấu trúc là một giải pháp cho cái vấn đề gì đó. Các em nên tập tra từ điển Anh nhé. Ví dụ em tra này từ solution. Ở đằng sau, mình sẽ thấy là solution to something. Một giải pháp cho một cái vấn đề gì đó. Solution to something. Ok? Vậy cấu trúc nó sẽ đi với một cái giới từ là giới từ to, chứ không phải là giới từ for. Cho nên đáp án của mình là yeah và mình sẽ đổ thành chữ to. Bài đọc câu 25. More and more young people are doing volunteer work. Mình có từ do volunteer work là làm tình nguyện. Cho nên A là đáp án chính xác. Câu 26. For those who have just left school. Như thế này. The wide variety of jobs and destinations available is making it an increasingly attractive option. Cái việc mà có nhiều công việc cũng như là điểm đến mà
thì khiến cho cái lựa chọn này nó trở nên hấp dẫn hơn đối với những người mà thì cái chữ those này nó đáng lẽ phải là those people, nhưng mà người ta muốn rút đi, rút chữ people đi vì không cần thiết, thì mình vẫn phải hiểu those này chính là những người mà vừa mới rời trường, và những người mà thì là bổ sung ý nghĩa cho một cái danh từ chỉ người và đóng vai trò làm chủ ngữ trong mệnh đề relative clause, mệnh đề quan hệ, thì nó sẽ phải là thay thế bằng chữ who. Câu số 27, many choose. Câu này cũng tương tự là mình thấy là many thì đáng lẽ phải là many people, nhưng người ta muốn rút đi. Các em phải lưu ý trong cái bài đọc của mình, tự nhiên mình thấy many rồi those mà đọc xong không có danh từ gì cả, thì mình sẽ phải đoán được là cái chủ ngữ đó là cái chủ ngữ gì, tùy thuộc vào những cái câu ở trước đó nhé. Young people này, em thấy không? Many people choose to gì đó. Ở đây mình thấy chữ working là working, cấu trúc của mình là spend cộng với thời gian hoặc là tiền bạc. Cái này sẽ đổi bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền bạc, chứ không phải giữ nguyên chữ time hoặc là money ở đây các em nhé. Xong rồi cộng với on hoặc là upon, doing something. Và chữ on upon là optional, tức là tùy chọn, không cần có cũng được. Ở đây mình có verb in, vì thế mình sẽ phải chọn spend. Ok, dành ra 12 tháng để làm việc ở những nước nghèo. Số 28, other projects may concentrate more. Những cái dự án khác thì có lẽ sẽ phải tập trung vào những cái gì đó. Mình có cấu trúc là concentrate on something, là tập trung vào cái gì, nó sẽ bằng với focus on something và bằng với pay attention to something. Alright. Vì thế đáp án của chúng ta sẽ là đáp án A. Bài đọc tiếp theo về Maria Mutola. Câu 25. Tác giả đang cố gắng nói gì ở trong đoạn văn này? Đáp án của mình là describe how Maria became a top athlete. Miêu tả là cái cách mà Maria trở thành một vận động viên hàng đầu nhé. Thì Maria Mutola là nhà vô địch Olympic 800 m, nguyên đương kim vô địch đó. Former mình hiểu là đương kim, là vô địch 800 m vào năm 1988, thì cô này đã chơi đá banh và là cầu thủ mà nữ duy nhất trong bộ đội toàn con trai thôi ở một cái giải mà địa phương ở Mozambique. Và sau đó thì cô ấy thắng, và lúc đầu thì không ai nghĩ đó là một vấn đề. Rồi sau đó rồi mình đọc tiếp 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 cho đến cái chỗ the story appear in local newspaper, rồi câu chuyện xuất hiện ở báo nè. Rồi ông Jones này, ông tìm hiểu về Maria nè, gặp cô ấy nè, rồi nhận ra ngay lập tức là cô ấy rất là nhanh nè. Rồi ông ấy nói cho tôi nghe về điền kinh, và lúc đó thì tôi không biết, không hiểu là điều anh ông ấy cái ý của ông ta là cái gì. Và bởi vì cái môn thể thao duy nhất mà tôi biết đó là bóng đá. Rồi mình thấy cái sự chuyển tiếp từ cái việc mà cô ta chuyển từ bóng đá sang cái điền kinh nè, rồi sau đó có được những cái thành công bước đầu nè. They knew very little about me. The trainers were brilliant. I learned a lot today. Ngày nay thì Maria vẫn chạy, và trong hầu hết những năm tháng ấy thì cô ấy đã sống rất hạnh phúc ở Nam Phi cùng với mẹ của mình. Thì cái đầu bài này mình thấy là đương kim vô địch 800 m, rồi nói về cái quá khứ của cô ấy là chỉ biết chơi đá banh, sau đó là có người phát hiện, rồi sau đó gia nhập vào điền kinh, rồi cuối cùng là thành công và vẫn bây giờ vẫn còn chạy. Thì sẽ đáp án B sẽ là đáp án phù hợp nhất trong cái trường hợp này. Và cô sẽ giải thích thêm tại sao những đáp án còn lại không được. Câu A là persuade more Africans to take up athletics, là thuyết phục nhiều người châu Phi chơi cái tham gia vào cái môn điền kinh này hơn. Câu C là đưa ra những thông tin về việc chuyển đến nước Mỹ. Câu D là khuyến khích nhiều người châu Phi tham gia điền kinh. Thì không phù hợp nhé. Câu 26, Charles Caverin her found out about Maria when. Cái ông Charles này ông tìm hiểu về Maria khi nào? Thì cái the story appeared in a local newspaper and Charles này. Vì cái câu chuyện mà cô ấy tham gia vào một, cô ấy là nữ duy nhất trong cái đội bóng toàn nam, và cái đội cô ấy thắng thì nó mới nổi tiếng và xuất hiện ở trên một cái báo địa phương, thì ông này ông đọc được, sau đó ông tìm hiểu về cô này, cho nên là đáp án B là đáp án phù hợp. He saw an article about her role in a football match. Ông thấy một cái bài báo về cái vai trò của cô ấy ở trong một cái trận bóng đá nhá.
Câu 27. When Charles first introduced Maria to athletics, she, khi mà lần đầu tiên Charles giới thiệu Maria đến với điền kinh thì cô ấy như thế nào? Mình có câu là I had no idea what it meant. Tôi không hiểu ông ý ông ta là cái gì. Trước đó thì ông ta đến gặp tôi thì kể tôi về điền kinh đúng không? Rồi. Thì là Maria cảm thấy là không hiểu là what was involved. Involved là có liên quan vào, là dính líu vào, thì mình hiểu là không hiểu là cái ông nào muốn nói cái gì. Nha. Yeah. Rồi. Cô bé là was worried about being injured. Cảm thấy lo lắng về cái việc mà có thể bị thương. I was keen to learn everything he knew. Rất là nóng lòng được học hỏi mọi thứ mà ông ta biết. Không có nha. Câu 28. What does Mary say about the girl she met in the United States? Mary nói gì về những cô gái mà cô ấy đã gặp ở nước Mỹ? Her background was unlike those of the girls she met in the US. Cái xuất thân của cô ấy thì không giống như những cái cô gái mà cô ấy đã gặp ở Mỹ. Cô giải thích là they were good athletes, but were worried about my parents having enough to eat. They worried about dresses and makeup. They knew very little about me and even less about my problems. Họ đều là những vận động viên rất là giỏi, nhưng mà trong khi tôi, mối lo của tôi đó là việc ba mẹ của tôi có đủ đồ để mà ăn hay không, thì họ lại lo lắng về áo quần, giày túi, đó kiểu kiểu mà đồ trang điểm. Họ biết rất là ít về tôi và thậm chí là còn ít hơn về những vấn đề của tôi. Cho nên FSC là đoán phù hợp, những cái trải nghiệm trong cuộc sống của họ rất là khác so với những trải nghiệm của cô ấy. Câu A là họ đã sử dụng quá nhiều đồ trang điểm là không có nói. Câu B, họ không thể hiện đủ cái sự gọi là respect, là sự tôn trọng đối với những cái người mà huấn luyện. Và câu D là họ không nghe lời những cái người huấn luyện viên. Đáp án C là đáp án phù hợp. Rồi, cái phần viết lại câu này thì mình cần phải có một cái kiến thức rất là chắc chắn về từ vựng này, về ngữ pháp này, về cái cách mà viết câu này, và đặc biệt là khi mà mình viết thì mình phải rất là cẩn thận, mình kiểm tra lại một lần nữa, nếu không thì mình sẽ mất điểm, rất là vô duyên. You did not do as I say. The father said to his son. Con đã không làm những gì ba nói. Người cha nói với con của mình như vậy. Vậy là người cha đã buộc tội con vì cái tội là không làm theo những gì ông ta nói. Thì ở đây mình thấy là nó phải luồn thì xuống nha. The father accused. Và cấu trúc của mình là accuse somebody of doing something. Buộc tội ai vì đã làm điều gì. The father accused his son of not. Vì là không làm cho nên phải có chữ not đằng trước. Rồi mình đến verb in doing as. Ở đây nếu mà mình dùng I mà đổi thành he thì nó sẽ lộn với cái chữ son và father, bởi vì hai người này đều là male hết, đều là nam hết. Cho nên là mình phải nhắc lại một lần nữa là the father. Và mình lùi thì của từ say này xuống là từ set. Okay. You can't run out of the garden, Miss Kelly said to the children. Em không thể chạy ra ngoài vườn đâu. À con, các con không thể chạy ra ngoài vườn. Không được. Vậy là bà Kelly nói với những đứa trẻ. Vậy là bà Kelly ngăn chúng không chạy ra ngoài vườn, đúng không? Và cấu trúc của mình là prevent somebody from doing something. Là ngăn chặn ai làm gì. Prevented the children from running out of the garden. Là đáp án chính xác của mình. Câu 3, I didn't like to sit down. I knew that there were ants in the grass. Tôi không thích ngồi xuống. Tôi biết là có những chú kiến ở trên cái bãi cỏ. Thì mở ngoặc ở đây là người ta yêu cầu mình là sử dụng cái hiện tại phân từ để nối giữa hai cái câu này. Hiện tại phân từ chính là verb in game ạ. Và để mà dùng hiện tại phân từ thì mình hiểu là một cái vế nó sẽ phải rút đi, vế đầu hoặc là vế sau, tùy mình sẽ rút chủ ngữ đi. Nếu như mà chủ ngữ của hai vế đó tương đương giống nhau, câu này là tôi không thích ngồi xuống, và câu hai là tôi biết rằng cái gì đó, thì cả hai cái câu này đều là chung một chủ ngữ là ai. Vậy khi mà mình muốn đổi sang hiện tại phân từ thì mình đổi là vì biết rằng có ký, cho nên tôi không có ngồi xuống. Tức là mình hình dung ở trong đầu mình ra một cái câu tiếng Việt, xong rồi mình viết xuống cái câu tiếng Anh và mình check lại xem có đúng hay không. Vì biết rằng có kiến thì I know them sẽ đổi xuống thành knowing that there were ants in the grass. Phải cái I didn't like to sit down. Okay. Cái thói quen của cô là khi mà cô làm bài thì cô không có phải là cứng nhắc áp dụng một cái công thức nào đó, mà cô luôn nghĩ rằng đề sẽ lúc nào nó cũng sẽ bẫy mình, chứ không bao giờ là có một điều gì đơn giản trong cuộc sống cả. Cho nên là cô sẽ phải dịch được cái câu đó rồi cô mới làm. Nên là cái từ vựng của mình rất là quan trọng em nha.
Rồi câu số 4, policemen not permit them go through military zone. Cảnh sát này không cho phép này họ này đi vô cái vùng mà quân sự nè. Vậy là the policeman, man, man, đây là một, có một người thôi. Và nó chia ở thì quá khứ bởi vì cái việc này nó xảy ra rồi. Và nó xác định cái ông the policeman này. The policeman didn't permit, cho phép ai làm gì là permit somebody to do something. Permit them to go through khu vực quân sự thì phải có giờ phía trước, the military zone. Ok. Rồi. Bây giờ mình qua phần task 2. Câu đầu tiên, charming là âm chờ. Nếu mà mình không biết có charming như thế này ha. Charming, âm chờ nhẹ. Charming. Alright. Các em nhớ cái cách viết của cái âm này nha. Charming, orchestra. Đó. Cái việc mà mình luyện luyện cái cách mà luyện cái phát âm cũng như là cái cách tra từ điển Anh rất là quan trọng. Orchestra. Orchestra, thấy không? Vậy CH này nó sẽ đọc là K. Ở giữa score cũng đọc là K. Và chemical. Giờ này mà còn ai mà đọc là chemical là có lại nha. Chemical. Chemical. Yeah. Âm K. Đáp án của mình sẽ là đáp án A, charming. Rồi tiếp, singer. The singer này ít người biết ha. Singer bình thường nó chữ G là nó phải là âm G, nhưng mà đây nó là âm ng, tức là tới đây thôi là hết. Singer. 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 Okay. Singer là âm ng. Change. Change. Cô đọc như thế thì các em có biết là âm gì không? Change. Change. Đó là âm chữ nặng nhá. Change. Đằng trước là chữ nhẹ nè, và đằng sau là chữ nặng nè. Thì cái làm sao mình phân biệt chữ nặng chữ nhẹ khi mà mình đọc lên là chờ nhá, nhớ là mình phải biết là cái đấy là đọc là chờ đã, sau rồi mình mới xác định là có hai loại, là nếu mà chờ nhẹ thì nó sẽ viết là T hoặc là CH, cách viết của nó, còn lại là đọc là chờ nặng hết, rất là đơn giản. Change, generous cũng là chờ nặng luôn, và manager em thấy là nó không có viết là T hoặc là CH đúng không, cho nên nếu nó đọc là chờ thì nó sẽ là chờ nặng. Đáp án chúng ta là đáp án A. Population là âm ba, yeah. Trước cái duction này thì nó phải nhấn vào cái âm trước đó. Experience là âm hai. Economics là âm ba. Đừng có lộn với economy là âm hai nhá. Education là âm ba. Cho nên là experience là đáp án của mình. Enjoyment là âm hai. Orphanage âm một. Performance âm hai. Donation âm hai. Chọn câu B. Câu năm, volunteer. Cứ thấy AA như thế này, ví dụ engineer. Volunteer. Rồi cái gì đó ear đằng sau rồi mình phải là nhấn vào cái âm đó luôn. Volunteer nhấn âm 3, voluntary nhấn âm 1, voluntarily âm 1 luôn. Làm sao biết được cái âm dài như thế này mà nhấn âm 1, mình thấy cái gốc của nó tính từ mà đã là âm 1 rồi thì trạng từ cũng như vậy luôn. Yeah. To volunteer cũng là âm 3 luôn. Nó nãy trừ cái âm lộn từ câu 1 tới câu 4. Câu này không phải là âm. Sorry. You don't have to attend the course. Bạn không cần phải tham gia cái khóa học. Sự chuyên cần thì gần như là tự nguyện. Thì to be ở đây nó sẽ cần động cần một tính từ. Yeah. Tính từ chỉ có voluntary thôi. Rồi, câu số 6, we have to protect our natural gì đó. Natural resources là những cái nguồn tài nguyên thiên nhiên, chẳng hạn như là than, là dầu, là rừng, vân vân. Population, dân số, rate là tỷ lệ, ví dụ như inflation rate là tỷ lệ phát. Methods là cái phương pháp không phù hợp. Câu số 7, I'm tired, tôi rất là mệt. I'd rather là viết tắt của từ I would rather. Tôi thích cái gì hơn, tôi thà làm cái gì đó hơn. Thì tối nay tôi không thích đi ra ngoài. Tôi không muốn đi ra ngoài nếu như bạn không phiền. Một chủ ngữ như thế này thì mình sẽ chọn ban infinitive. Và nếu có not thì not phải đứng trước chữ ban infinitive. I would rather not go. Okay. Câu số 8, gần nghĩa nhất. Remote countries, cái quốc gia mà vùng sâu vùng xa đó. Remote, thì nó sẽ bằng với far away là xa xôi, cách trở. Foreign là quốc tế. Desolate, từ desolate, ví dụ như mà nó lạ thì mình tra từ này cũng biết rất là ít gặp đúng không? Mình xem desolate, desolate,
desolate. Desolate. Đọc là desolate mới đúng. Thì đây là một cái tính từ nó trống rỗng mà không có người, cảm khiến cho bạn cảm giác là buồn cũng như là rất là e sợ. Thì là một cái gì đó mà rất là hẻo lánh, đúng không? Hẻo lánh mà kiểu mà trống trải. Desolate, trống trải. Chính xác hơn. Friendly là sự friendly là thân thiện. Có một số từ chắc nào ở đây bị nhầm một chút xíu thì không quan trọng, nghe cô giảng là được rồi. Mình sẽ chỉnh lại. Far away là xa xôi. Từ số 9, opposite, mang cái nghĩa ngược nghĩa với nó. Từ increase là tăng lên, thì nó sẽ ngược với từ decline, đúng không? Increase là tăng lên, thì sẽ ngược với từ decline. Từ raise là nâng lên, thì nó cần một cái từ ngữ đằng sau. Và từ rise cũng là nâng lên, dương cao lên chẳng hạn. Nhưng mà ví dụ ở mặt trời mọc đi, thì là sẽ là rise như thế này. Đằng sau nó không có một cái rise là một từ động từ, đằng sau nó không có một từ ngữ gì cả. Cô cái hiểu từ động từ là ve. Ví dụ mọc nè, của mặt trời nè, hoặc là lên cao nè. Từ thông vận động nha em. Từ raise phải cộng với một tân ngữ object. Đây là cô biết ký hiệu là VT là ngoại động từ. Nâng cái gì đó lên, nâng. Nâng lên. Hoặc là như cái từ raise vừa nãy mà mình học đó là ví dụ nuôi một cái đứa trẻ nè, nuôi nuôi ai nè, hoặc là chăn nuôi gia súc nè. Gia súc nè, hoặc là gây quỹ nè. Ok, rồi chữ go up là tăng lên là bằng nghĩa rồi, không phải. Đáp án của mình sẽ phải là đáp án A. Tờ này không phải của cô, tờ này không phải của cô cho nên là sai nhiều quá. We all said tất cả chúng tôi đều nói là many happy returns. Chúc mừng sinh nhật trước khi Nam thổi tắt nến sinh nhật. Many happy returns chính là happy birthday. Em lưu ý. Nó có thể thêm chữ many happy returns of the day. Thế này. Many happy returns of the day. Okay. Là bằng với happy birthday. Rồi, remember, hãy nhớ là phải làm gì đó, đóng cửa sổ trước khi mà bật cái điều hòa lên. Nhớ phải làm gì đó thì cấu trúc của mình là remember to do something. Còn nhớ đã làm gì đó là remember doing something. Ở đây là chưa làm đúng không? Cho nên là phải cộng với to infinity. Phải làm gì đó là to verb. Rồi trước khi làm gì, đây là một cái liên từ. Chữ before là một liên từ, cho nên đằng sau nó phải cộng với một cụm nhân từ hoặc là verb in. Rồi. Chọn đáp án D nhé. Câu số 12. If you know what you want, you will have no difficulty. Cấu trúc của mình là have difficulty in doing something. Và dưới từ in có thể bỏ đi được, gặp khó khăn trong việc làm gì đó. Thì nó sẽ dùng chữ getting là phù hợp nhất. Câu số 13, there are a lot of có rất là nhiều những trẻ em mà có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, thiệt thòi gì đó. Disadvantage, đây là một cái tính từ đứng trước danh từ children, sống ở trong khu vực này. Chữ advantage là một danh từ số ít, advantages danh từ số nhiều, và disadvantages là sự bất lợi, nó ngược nghĩa với advantages là sự thuận lợi. Câu số 14, what I like best about Lan is her. Điều mà tôi thích nhất về Lan đó là cái gì đó của cô ấy. Cô ấy luôn amuse somebody, là làm cho ai đó cảm thấy là vui vẻ, dễ khuây rồi đó, bằng những cái câu mà chuyện cười của cô ta. Vậy là cái khiếu hài hước của cô ấy là cái từ mà chúng ta cần điền. Chữ sympathy là lòng, là cái sự cảm thông. Responsibility là trách nhiệm. Understanding là sự thấu hiểu, là chúng ta không chọn. Câu số 15. No one would have attended the lecture if you told the truth about the guests.
sẽ không ai tham gia cái buổi giảng nếu như mà bạn kể sự thật về những cái người khách. Thì mình thấy là đây là điều kiện loại mấy? Đằng trước là would have cộng V3 này, đằng sau là phải là had cộng với V3 là điều kiện loại 3 nhá. Rồi, cho nên đáp án B chúng ta đổi là had to. Câu số 16, the government is in need for volunteers who will go to work in remote areas. Chính quyền thì đang rất là cần những cái người tình nguyện, những người mà sẽ đi làm ở những cái khu vực vùng sâu, vùng xa. In need of, phiên in need for, cần cái gì đó. What do you think about Jane? Bạn nghĩ gì về Jane? Nam ấy nói là she's sincere and modest. Cô ấy rất là chân thành và rất là khiêm tốn. Là sẽ chọn của dê. Còn qua là tôi quên hết tất cả những gì về cô ấy rồi. No, I don't. Không, tôi không. Có hỏi yes, no question đâu mà mình trả lời câu này đúng không? Và cô sẽ là she went to Paris. Cô ấy đã đến Paris và không có chọn. Visitors sometimes complain. Đôi khi những cái du khách đó, đôi khi thì phàn nàn. Phàn nàn với ai thì là complain to somebody, với cái người quản lý khách sạn. Về vấn đề gì thì sẽ có phải about, về những cái dịch vụ. Đó, đáp án D là đáp án chính xác của mình. Câu 19. Đây là một cái dạng mà chúng ta phải dùng hiện tại phân từ. Đó, là ngã từ ngựa xuống cho nên anh ta đã được đưa vào bệnh viện. Thì cái việc ai là người ngã ngựa là anh ấy đúng không? Hai câu mà nếu mà mình tách ra là he fell from the horseback. Mình chấm cả he was taken to hospital. Và bây giờ mình đưa về một câu thì mình phải rút một chủ ngữ đi. Giống như cái câu ở trên của mình đó. Và vì cái việc mà ngã ngựa này là nó xảy ra trước cái việc mà được đưa vào bệnh viện. Cho nên nếu như không có từ falling thì câu C là đáp án chính xác nhất. Là chúng ta sẽ dùng là having cộng với V3 để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Và chia ở phân từ, dạng phân từ như thế này. Câu số 20, promise to do something, là hứa làm gì đó. Thì nếu mà có nó thì nó phải đứng đứng trước chữ to, là hứa là sẽ nói dối lần nữa. Không nói dối lần nữa nhé. Sẽ là not to tell. Câu 21, by the time that, trước khi mà bố đến gặp tôi thì tôi đã làm xong bài tập về nhà rồi. Chữ by the time là bằng với before, cho nên là cái cấu trúc mà quá khứ hoàn thành là xảy ra trước quá khứ đơn, thì cái câu này phải dùng quá khứ đơn nè. Nhắc lại nè, trước khi bố đến gặp tôi thì tôi đã hoàn thành bài tập trước đó rồi. Đáp án mà chúng ta cần chọn là câu C. Câu 22, we can grow enough food to to thì phải là to infinity đúng không? Chúng tôi không không trồng trọt đủ thực phẩm để mà nuôi cho cả một cái nền dân số mà đa gia tăng cái số lượng như vậy. Là A, support. Supportable có thể hỗ trợ được, supportive là hỗ trợ ai đó, thì đây là một tính từ, đằng trước đó phải là to be. Be supportive of, y với từ of, và supporter là người cung cấp, người hỗ trợ. Câu 23, China is the most, Trung Quốc là cái quốc gia mà đông dân nhất trên thế giới, thì chữ populous là tính từ phù hợp nhất, đứng trước danh từ country. Còn còn chữ populated tại sao không xài được? Chúng ta nghiên cứu thử tại sao chữ populated không xài được nha. Chữ populated ở đây mình thấy nếu mà populated không thì là chỉ là cư ngụ thôi, được cư ngụ thôi, nó bằng với inhabit. Nhưng mà ví dụ mình muốn nói là đông dân thì mình phải thêm cái chữ là heavily hoặc là densely, heavily populated thì nó mới là bằng với populous, là đông dân nhá. Rồi popular là nổi tiếng, phổ biến, và populate. Populate là cái đuôi của động từ như thế này bằng với từ inhabit là cư ngụ. Ok. Câu số 24, Tom appreciated. Chữ appreciate là đánh giá cao hoặc là cảm kích, nó sẽ cộng với verb in. Breakfast in bed when he felt unwell. Tom rất là đánh giá cao cái việc mà anh ta được phục vụ bữa sáng tận giường khi mà anh ta cảm thấy không khỏe. Thì cái việc này là anh ấy được phục vụ đúng không? Thì mình sẽ phải dùng là dạng verb in của bị động là being served. Alright. Rồi, cái bài đọc này thì sao nào? Friends are. Rồi, đây là một danh từ đằng trước, nó chắc chắn là một tính từ rồi. Tính từ từ loại ngay câu B, trạng từ ra. Bạn là những người bạn, những con người tốt ở trong cuộc đời ha, là không có chọn C nha. Câu D là không cần thiết, là không phải, và câu A sẽ là special, đặc biệt.
Thì chúng ta có thể dựa vào a friend is someone with whom you could be yourself. Một người bạn là người mà đi cùng người đó thì bạn sẽ là chính mình. Peers are people who have a lot of, yeah, gắn a lot of, rất là nhiều những cái điểm chung với mình, là những cái người bạn mà đồng trang lứa với mình. Rồi câu 27, your friend will often gì đó an ear, ear là cái tai đúng không? Cho mượn một cái tai, từ Latin ear, không phải là lấy cái tai ra cho mượn nha. Chúng ta sẽ kiểm tra xem lend an ear to somebody or something là listen in a patient and sympathetic way to somebody, là lắng nghe theo một cách rất là kiên nhẫn, rất là cảm thông đối với ai đó. Thì mình sẽ chọn cái này ha. À đây là cái cuốn grammar review, bạn đã có nhu cầu thì nói cô gửi file. Okay, we have a lot of rồi. So 27, friends share things with each other. A good friend will share her feelings and thoughts with you. Your friend will often lend an ear to. This means that she will be a good listener. Điều này có nghĩa là cô ấy sẽ là một cái người mà lắng nghe mình. Khi mà bạn chia sẻ những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ của bạn, thì khi là when sẽ chọn C ha. Rồi, cái bài birthday parties, những cái bữa tiệc sinh nhật. Bài này hơi dài một chút xíu. Who enjoys the first birthday the most? Ai là người thích cái bữa tiệc sinh nhật đầu tiên nhất? Ai nào? Đây, the baby's first birthday will not be remembered by the infant. Bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của đứa bé hay không? Đứa bé thì không thể nào mà nhớ được, nhưng mà đối với gia đình đó là khoảng thời gian rất là hạnh phúc. À, khi con lớn lên rồi học cách giao lưu với những người khác thì cái bữa tiệc mà được lên kế hoạch thì sẽ gây ra một cái sự hứng thú rất là lớn. Okay. Rồi tới đây là mình hiểu là cái gia đình đúng không? Thì mình sẽ phải chọn là the parents bố mẹ của đứa bé đó. Mình sẽ highlight lại cái khúc này ha. Cho em hiểu. Ok. Hay là hơi xấu chút xíu. Hay là lại. Rồi. Đây là câu số 29. Câu 30. Theo như bài này thì độ tuổi nào thì trẻ con thích nhiều những cái hoạt động nhất? Hoạt động nào? Busy preschool children love lots of activity. Những cái đứa trẻ mà trước tuổi đi học thì rất là thích, yêu thích cái việc mà tham gia nhiều hoạt động, rất là bận, đúng không? Vậy là they love being active before they are old enough to go to school. Đó là chúng rất là tích cực trước khi mà chúng đủ tuổi đi học. Thì có phải là preschool, pre là trước đó các em? Sẽ chọn như vậy. Rồi, câu A nha, câu 31. What seating position is adopted for the game? Pass a parcel. Cái vị trí ngồi nào là được dành cho cái game là pass a parcel. Rồi mình đi tìm cái game đó trước ha. Pass the parcel is popular with parents and the children. Had to sit down in a circle while the parcel is handed out from one person to the next. Cái trò mà truyền bưu kiện này nè rất là phổ biến với phụ huynh, bởi vì những đứa trẻ sẽ phải ngồi xuống nè trong một cái vòng tròn, trong khi cái bưu kiện được truyền từ người này sang cái người khác. Vậy thì mình thấy câu C, the children sit on the floor in a circle, là cái vị trí ngồi của đứa trẻ đó. Đó sẽ ngồi trong một cái vòng tròn. Câu C ha. Why some teenage parties for girls only? Tại sao chị một số những cái bữa tiệc á tuổi thiếu niên á thì chỉ dành cho con gái thôi? Là bữa tiệc thiếu niên này, bữa tiệc okay. Rồi câu này ha, in the early teenage years, trong những cái năm tháng mà còn gọi là lứa tuổi teen đó, thì các cô gái có thể là chỉ mời bạn gái tới dự cái bữa tiệc bởi vì họ cảm thấy là rất là self-conscious and shy. Rồi mình sẽ tìm hiểu cái chữ self-conscious sau nha. In the company of boys,
Company này không phải là một cái công ty đâu nha, mà là với sự đồng hành của các bạn nam. Nếu mà có con trai bên cạnh thì sẽ cảm thấy self-conscious. Trai thì dễ rồi, là ngần ngại. Bạn nào mà không biết từ self-conscious, chúng ta tra thử để tự đoán ha. Đây, self-conscious about something, cảm thấy nervous, nervous là lo lắng nè, embarrassed là ngần ngại, xấu hổ vì cái ngoại hình, rồi về những gì mà người khác nghĩ về bạn, tức là bạn rất là nhát á, vì cảm thấy quan trọng ngoại hình nên là rất là nhát. Ok, cho nên đáp án chúng ta cần chọn là đáp án B. Sometimes girls are shy and self-conscious in the company of boys. Section B. If the door is locked, what will you do? She asked. Rồi, nếu như mà cửa mở khó thì bạn sẽ làm gì? Cô ấy hỏi. Thì bây giờ mình cần phải đổi thành dạng reported speech, là dạng mà chị đó. Nói tiếng Anh nhiều quá quên mất tiếng Việt. Cái này là tường thuật. Rồi, dùng với câu if. Với câu if mà câu điều kiện là một, thì ở dạng tường thuật mình sẽ đổi xuống điều kiện là hai nhá. If the door were locked, the door was, xin lỗi chỗ này, were bởi vì là câu điều kiện, cho nên là động từ to be em đổi về dạng were. What I would do, what you would do. What I would do, bởi vì là câu này là mình tường thuật thì mình là you là thành ngôi I đó. What I would do. Okay. She didn't want to hear the story again. She had heard it all before. Cô ta không muốn nghe về câu chuyện một lần nữa. Cô ấy đã nghe về nó trước đây rồi. Hãy sử dụng dạng hiện tại phân từ để nối hai câu này. Chúng ta gạt cái chữ S này đi nha. Cái đề này không phải cô ra cho nên là hơi nhầm một tí xíu. Having heard the story all before. Thế là bây giờ hai cái này là cùng chủ ngữ she nè. Rồi mình, nhiệm vụ của mình là phải rút một chủ ngữ đi và mình đổ thành verb in nè. Thì cái nào là logic nhất là cho lên trước. À, nghe rồi thì mới muốn nghe lại lần nữa đúng không? Cho nên là cái nghe rồi này phải cho lên trước, là mình đề phía trước. Và chúng ta rút chữ she đi và chữ had này á, thì mình phải đổi thành dạng verb in. Và bởi vì cái hành động mà had heard là quá khứ hoàn thành thì nó phải chia trước quá khứ đơn. Cho nên khi mình đổi về dạng phân từ thì mình sẽ đổi thành dạng having verb như thế này, having heard. Having heard the stories all before, được phải cái, she didn't want to hear it again. All right. It will be really nice to see you again at the party. Rất vui được gặp bạn. Sẽ rất là vui nếu được gặp bạn một lần nữa tại bữa tiệc. Đây là cái looking này là I look forward to doing something, là trông mong được làm điều gì. Cấu trúc của mình và mình sẽ chia là I'm looking forward to seeing you again at the party. You cho mình do nha, bỏ chữ R đi. At the end of the competition, the judges will announce the total score of each contestant. Và cuối cái cuộc thi thì giám khảo sẽ thông báo số điểm chung cuộc của mỗi cái thí sinh. Đó. Cuối của cái gì đó thì cấu trúc của mình phải là at the end of như thế này, rồi sẽ làm gì đó, rồi the total score, the đằng sau này điểm với of. Part 3, honor, chị hát không có đọc âm câm nè. Honest, hát cũng không đọc âm câm luôn. Vehicle, chị hát không đọc luôn. Và chị humor, chữ hờ đọc cho nên là đáp án D. Progress. Có đọc như vậy thì là âm gì? Progress. Okay. Này nè, progress là âm O. Progress. Okay. Concentrate. Có đọc như vậy. Concentrate. Là âm. Chúng ta gọi âm này là âm o ngắn, ta sổ một nét xuống và thêm vòng qua. Concentrate. Concentrate. Ok. Cô đọc constancy, topical. Cả ba cái này nó giống nhau, vì thế đáp án chúng ta cần chọn là progress.
Câu số 3, protect, my respect, my visit, more, announce, my, chọn đáp án C. Yesterday, more, occasion, my acquaintance, my surrender, my, chọn câu A. Câu số 5, gì đó là một người mà officially là chính thức, decides, quyết định, ai là người chiến thắng chung cuộc của một cuộc thi. Thì người quyết định chỉ có giám khảo thôi. Participant là thí sinh, sponsor là nhà tài trợ, poet là nhà thơ, không liên quan. Câu số 6, when we, gì đó, khi chúng tôi về đến nhà, từ bố mẹ chúng tôi đã đi ra ngoài ăn trưa rồi, thì cái hành động mà xảy ra trước, cái hành động khác trong quá khứ đơn, thì sẽ là một hành động được chi ở thì quá khứ hoàn thành. Vậy cái khúc này là quá khứ đơn, cái khúc này là quá khứ hoàn thành, chúng ta sẽ chọn đáp án B. Câu số 7, I saw the cat, nãy giờ cô giải thích rất là nhiều rồi, vì chữ C này cộng với đối tượng, thì sẽ phải cộng với the infinity, để chứng kiến toàn bộ hành động hoặc là hành động xảy ra và chấm dứt ngay lập tức. Và chứng kiến một phần hành động thì mình sẽ cộng với phát in. Tôi đã thấy con mèo đuổi theo con chuột ở dưới cái bàn. Và cái hành động mà con mèo đuổi con chuột là trước khi cả tôi thấy rồi, cho nên mình chỉ cứ chứng kiến một phần của hành động thôi. Và vả lại nó không có chữ chase mà không có chia, nên chọn câu C là chắc ăn nhất. Câu 8, the children couldn't go swimming because the sea was too rough. Những đứa trẻ không thể đi bơi bởi vì biển rất là động, biển động dữ dội. Rồi, câu A là những đứa trẻ không đủ bình tĩnh để đi bơi. Câu B, biển rất biển đủ động để cho những đứa trẻ bơi. Câu D, biển quá động cho nên to the children swimming, không có cái loại này. Mình có cấu trúc là to cộng adjective hoặc là adverb to do something, cho nên chỗ này phải là infinitive, sẽ không chọn. Chỉ có cái câu C, the sea was too rough for somebody to do something. Biển là quá động để nỗi mà những đứa trẻ không thể đi bơi được. Chọn đáp án C ha. Câu số 9, đây là dạng mà chúng ta đang cần một cái chủ ngữ. Chủ ngữ thì nó phải là dạng một cái cụm danh từ hoặc là dạng verb in ha. Suffering from so much trouble in the life makes them more and more mature than before. Phải trải qua rất nhiều sóng gió trong cuộc đời khiến cho cô ta dần trở nên trưởng thành hơn nhiều so với trước đây. Đáp án của chúng ta là suffering. A. Câu 10, one third, one là số đếm nè, third là số thứ tự nè, đếm trước thứ tự sau là số thập phần. One third, 1/3, okay, of the world, 1/3 của cái gì đó của thế giới, thì tiêu thụ 2/3. Chúng ta thấy 1/3 thì nghĩa third này không có s nè, mà từ 2/3 trở lên á, thì nó phải có s ở đằng sau cái số thứ tự đó. Em lưu ý cái cách mà chúng ta dùng số như thế này nha. Of the world resources, của cái nguồn nhiên liệu của thế giới, mình có nguồn tài nguyên của thế giới, cho nên là chỗ này sẽ là dân số của thế giới, the world's population. Okay. Câu 11, a burglar là một cái tên trộm gì đó đột nhập vào nhà trong khi chúng tôi đang xem TV. Một hành động đang diễn ra ở quá khứ và một hành động khác ập tới và làm gián đoạn hành động đang xảy ra đó, thì cái hành động đang xảy ra chúng ta chia ở quá khứ hoàn thành, tức là world watching. Các hành động làm gián đoạn chúng ta sẽ chia ở quá khứ đơn, tức là chữ broke. Đáp án A. Câu số 12, more schools are hoped, gì đó, in rural areas in the coming years. Nhiều trường học và hy vọng là sẽ được xây trong những năm tới. Cái này là tương lai đúng không? Trong những năm tới, cho nên là mình sẽ dùng to infinity ở đằng sau cái động từ tương thuộc là như thế này. Được xây là to be built. Câu số 13, nếu như mà bạn đã đi học thường xuyên thì họ đã cấp cho bạn một chứng nhận vào năm ngoái rồi. Vậy cái việc mà vào năm ngoái bạn chưa nhận chứng nhận là chắc chắn nè, là một cái tình huống. Cho nên là cái mệnh đề mà main clause, mệnh đề chính của cái khúc này nó sẽ phải là would have cộng với past participle. Đây là câu điều kiện loại 3. Chúng ta lưu ý là if cộng với thì quá khứ hoàn thành ở mệnh đề if, và động từ chia ở chữ would have cộng với past participle dạng mệnh đề chính. Đáp án C là đáp án chính xác. Câu 14, visitors can enjoy the gì đó. Chữ view là một danh từ, là cái cảnh gì đó, những du khách có thể tận hưởng cái cảnh rất là hấp dẫn khi mà ngồi trên bãi biển cả ngày, vậy sẽ là attractive. Right. Số 15, sau khi đến thăm viện bảo tàng vào chủ nhật tuần vừa rồi, chúng tôi đã quyết định là đi ăn trưa ở công viên. Cái hành động mà đi thăm viện bảo tàng trước và hành động đi công viên sau,
cái gì mà trước thì nó phải có dạng hoàn thành ở trong đó. Và cả hai đều là việc mà chúng tôi làm, tức là chung chủ ngữ thì mình sẽ rút verb in và mình lùi của verb in xuống một cái nữa là mình dùng là having cộng với V3. Là sau khi đã làm những điều gì đó, em hiểu không? Nhá. Yeah. Okay, having visited. Số 16, John insisted. Cấu trúc của chúng ta insist cộng với verb in là khăng khăng làm điều gì đó. Thì chúng ta có John insisted driving Linda to the airport. Câu 17, Michael nói gì mà John bảo là well, she's not very beautiful. Cô ấy không đẹp lắm. But she's got bright eyes and a very friendly smile. Nhưng cô ấy mắt rất là sáng và nụ cười thì cực kỳ thân thiện. Michael chắc chắn là hỏi cái gì đó mà liên quan tới cái cô gái này. What did she look like? Trông quấy như thế nào? Hỏi về ngoại hình, chúng ta có cấu trúc what do or does cộng với đối tượng cộng với look like. Câu B là đáp án chính xác. Câu 18, Mary, thanks for the nice gift, Tom. Mary nói là cảm ơn về món quà tuyệt vời nhé Tom. Tom bảo là I'm glad you like it. Tôi rất vui bạn thích nó. Câu B, thật ra tôi không thích đi tặng làm gì. Câu C, cảm ơn. Câu D, but do you know how much it costs? Nhưng mà cậu có biết bao nhiêu tiền không? Hỏi này chắc không ai dám nhận luôn. Câu 19, chúng ta sẽ tìm lỗi sai. Chúng ta có thể làm nhiều hơn, chúng ta có thể thực hiện tốt hơn trong cái bài kiểm tra nếu như mà chúng ta có nhiều thời gian hơn ngày hôm qua. Vậy cả hai cái vế này đều phải chia ở điều kiện lỗi 3. Và điều kiện lỗi 3 thì chắc chắn chỗ này chúng ta sẽ đổi là could cộng với have cộng với V3, could have done. Và vế còn lại thì đúng rồi. Đáp án A là đáp án mình cần chọn. Câu 20, each nation has many people who to take care of là chăm sóc, đây là một động từ thường. Để bổ sung ý nghĩa cho một động từ thường phải là một trạng từ. Yeah. Voluntarily. Nghĩa là một, sorry. Voluntarily, đáp án C. Câu 21, chọn từ đồng nghĩa này, từ closest là đồng nghĩa này. The handicapped are in need of help from the community. Những người tàn tật thì cần sự giúp đỡ từ cộng đồng. Tàn tật thì sẽ bằng với disabled. Alright. Wicked là tàn nhẫn, sacred, thiêng liêng và beloved là được yêu mến, thì thân thương, yêu quý gì đó. Vì chữ disabled là phù hợp nhất. Disabled nhớ âm 2 và handicapped nhớ âm 1. Câu số 22, the English speaking contest was aimed to stimulate the learning spirit among students. Stimulate là khuyến khích, thúc đẩy bằng với the encourage. Learning spirit, tinh thần học tập. Represent là đại diện. Announce, thông báo, công bố và enjoy là thích. Câu 23, Mr. Brown is a very generous old man. Generous là hào phóng. Hào phóng thì ngược nghĩa với cái từ gì? Opposite là ngược nghĩa các em nha. Ngược nghĩa với từ mean. Mean là ích kỷ, bủng xỉn. Và hospitable, những cái một là hiếu khách, honest là thành thật, kind là tốt bụng. He admitted breaking his mother's vase. Anh ta đã thừa nhận là làm bể cái bình của mẹ anh ta. Vậy là agree là đồng ý, regretted là hối tiếc, deny là chối bỏ là đã làm một cái việc gì đó, và confess là thừa nhận thú tội. Confession trên Facebook á. Vậy đáp án C là đáp án phù hợp nhất với câu này. Rồi chúng ta qua bài đọc. Bài đọc chúng ta phải đọc trước rồi chúng ta mới đến với phần đáp án nha. The girl has worked with Voice of Vietnam, Đài Tiếng Nói Việt Nam này. Cô này đã làm việc với Đài Tiếng Nói Việt Nam ở trong cái lĩnh vực gì đó. Đến với mọi người ở miền quê rồi tìm cái chỗ nào Đài Tiếng Nói Việt Nam rồi cái miền quê gì đó mình đọc. Đài Tiếng Nói Việt Nam ở đâu rồi? Đây. Eager to join charitable campaign, she has been using a talent to perform at Voice of Vietnam since she was 8. Rất là muốn tham gia vào những cái hoạt động mà thiện nguyện, cho nên là cô ấy đã sử dụng cái tài năng của mình để trình diễn ở Đài Tiếng Nói Việt Nam kể từ khi cô ta lên 8. Và cô ta đã tham gia vào, rồi cái khúc này là cần lưu ý nè, broadcasting radio messages to rural villages. Có nghĩa là phát thanh những cái tin mà radio là tin trên đài đó, đến những cái người làng đó, tới dân làng ở các cái miền quê của Việt Nam. Thì mình thấy là câu A là câu chính xác nhất. Sending out radio messages là gửi đi những cái thông điệp mà truyền thanh. Rồi, câu B là giúp đỡ trẻ con mà bị bệnh tàn tật. Bị tàn tật nè. Inspiring words.
những cái lời nói mà truyền cảm hứng nè, cô Duê là sử dụng tài năng để trình diễn cái giọng hát. Thì nếu mà giọng hát tới đây thì làm gì có những người ở miền quê nữa, đúng không? Rồi câu 26, từ fragile, fragile là mong manh, dễ vỡ, rồi kiểu kiểu thế. Thì nó ở cái đoạn 1 mình thấy là causing fragile bonds. Bonds là cái xương của mình, xương mà nó xốp, nó giòn, nó dễ vỡ, dễ gãy. Thì nó sẽ là câu B, easily broken. Câu 27, which program does Nguyễn Anh success in? Succeed in, mới chính xác nha. The success này, có vấn đề nè, câu này, cái đề là cũng hơi nhầm một chút xíu. Succeed in, thành công trong việc làm gì đó. Rồi, success là danh từ em ha. Vậy là Nguyễn Anh đã thành công trong cái chương trình gì? Ta xem. She became a success when she auditioned for the television show Vietnam's Got Talent. Cô ấy đã trở thành một cái hiện tượng. Khi mà cô ấy audition, có nghĩa là giống như là mình có cái vòng audition đó, thử giọng đó, cho cái game show truyền hình là Vietnam Got Talent. Tài năng, tìm kiếm tài năng Việt Nam. Đáp án A là nó chính xác. Câu 28. It can be inferred from the passage that. Chúng ta có thể suy ra từ đoạn văn này đó là gì? Chúng ta sẽ xét từng câu một. There are still many outstanding people. Vẫn còn rất là nhiều người xuất sắc. Câu B. Everybody has ability of working. Tất cả mọi người đều có khả năng làm việc. Câu C. Những người mà bị tàn tật thì cũng là một phần của cộng đồng của chúng ta. Và câu D, no one is disabled, không ai bị tàn tật cả. Chắc chắn là câu này là câu vô duy nhất là không thể chọn rồi. Rồi mọi người đều có khả năng làm việc, đâu phải ai cũng được đâu, có những người lười lắm, rồi có những vẫn còn rất là nhiều những cái người xuất sắc. Nhiều người xuất sắc thì đúng là như vậy, nhưng mà chúng ta suy ra từ đoạn này thì phải là đây là một cái tấm gương của một cái người mà truyền cảm hứng, vô cảm là không biết ai ghi đây. Inspirational là truyền cảm hứng nha. Today I'll tell you an amazing, an outstanding young person with a disability. Okay. Về những cái người trẻ tuổi xuất chúng mà bị tàn tật là mới đáng nói. Cho nên câu C là câu phù hợp nhất với mình. Tiếp theo, here at Winning Clayton Volunteers, we are looking for, tìm kiếm ai đó. Look for là tìm kiếm. Ở cái chương trình này thì chúng tôi đang tìm kiếm những cái người mà sáng giá nhất, tuyệt vời nhất. Là những tình nguyện viên mà gọi là passionate, đam mê, khát vọng kiểu như thế. Câu 30. For some teacher. Rồi cái này cô sẽ highlight chữ O lại để cho em hiểu nè. Khi mà mình dùng từ weather như thế này, mình có cấu trúc là weather are. Yeah. Mình sẽ ghi lại một chút xíu ha. Weather. Thì đi với all. Đôi khi thì nó sẽ có not, đôi khi không. Và nó sẽ dịch liệu rằng hay hay không. Ok. Thì cái câu này là liệu là bạn là học sinh đang kiếm tìm những cái trải nghiệm mà tình nguyện nước ngoài, là một giáo viên đang trông mong mở rộng cái chân trời tri thức của bạn trong suốt những tháng hè, hay chỉ là một cá nhân đơn thuần là đam mê về những giá trị tình nguyện giúp đỡ cộng đồng, thì chúng tôi đều muốn lắng nghe, đều muốn nghe thông tin từ bạn. Cho nên cái câu này phải đọc hết cả cái câu này mình mới hiểu được là mình sẽ phải chọn chữ weather. Còn chữ broaden your horizons là mở rộng, broaden là mở rộng cái chân trời đây là chân trời tri thức của bạn. Widen là ví dụ mở về cái bề rộng, ví dụ mở đường rồi đó. Widen the streets, enlarge là về cái mặt mà độ lớn và mở rộng cái độ lớn, và prolong là nói về cái độ dài, kéo dài về mặt thời gian. À. Rồi câu 32 là whatever your story, your interests are, please do cái gì đó in touch. Cho dù câu chuyện của bạn và những mối quan tâm của bạn là gì, hãy cứ
liên hệ với chúng tôi rồi giữ liên lạc thì kiểu như thế. Em như mình có cách nào để mình tìm cái chữ in touch không? To be in touch, to keep in touch là mình giữ liên hệ, mình xem thử là cái gì đó đang xảy ra một cái lĩnh vực nào đó mà bây giờ là đang về những cái người. Ok. Cho nên cái chữ write in touch là phù hợp nhất, là tức là bạn kể cái câu chuyện của bạn. Cô xin lỗi, chỗ này không phải viết đâu, chỗ này phải là get in touch. Đáp án B là mới là đáp án chính xác. Tức là mình get in touch là bắt đầu mình liên hệ, mở đầu một cái liên hệ với người ta. Sau rồi mình keep in touch là mình giữ cái liên hệ đó. Stay in touch cũng tương tự như keep in touch. Ta sẽ không chọn cái này. Rồi, qua phần tự luận. Don't forget to send your uncle a birthday card tomorrow. Mary said to her son. Mary nói với con của mình đừng có quên gửi cho chú của con một cái thiệp sinh nhật vào ngày mai nghe con. Vậy là căn dặn ai làm điều gì? Remind somebody to do something. Mary reminded her son. Căn dặn con trai của mình to send. Chú là chú ai? Là chú của con trai đó. His uncle. A birthday card. Rồi cái ngày mai thì mình phải lùi thành chữ the following day. Câu này viết sai mất rồi. Câu này phải là the following day. Hoặc là the day before. Ngày hôm trước. Ok. Rồi. When Tom had prepared the car, he took it out for a road test. Khi mà Tom đã sửa xong xe thì anh ta đem nó ra đường để chạy thử. Sử dụng là thì hiện tại, quên, dạng hoàn thành của phân từ. Phân từ dạng hoàn thành. Đây là hoàn thành, ở đây phân từ nè. Tức là nó phải là có cái dạng gì mà have ba đó. Nhá. Thì having repaired, nãy giờ mình gặp rất là nhiều nè. Sau khi sửa xong xe này, hai cái đối tượng này, Tom và He này là cùng giống nhau nè, mình phải rút một cái này rồi cái hành động xảy ra trước thì mình đổi thành having verb nè, hành động xảy ra sau thì mình dùng quá khứ đơn bình thường nè, sau khi sửa sang là phải nè, cho mình đem nó ra ngoài rồi. If you don't practice your English, you won't get any better, the teacher said to the students. Nếu các em không luyện tập tiếng Anh thì em sẽ không thể giỏi được, giáo viên nói với học sinh. Vậy là giáo viên bảo học sinh là đây là câu điều khiển loại một phải không? Điều khiển loại một thì chúng ta sẽ lùi xuống là điều khiển loại hai, lùi thầy xuống. If they didn't practice the English, lùi xuống nè. You này là các em, là học sinh, they, ở đây. Em chính xác hơn thì nếu mà em dùng chỗ này là told that thì chỗ này em dùng là the students. Còn em có the students rồi, có s ở đây nha. Thì ở đây em dùng they hết là người ta vẫn hiểu số nhiều. Alright. Ở đây là dấu phẩy chứ không phải là dấu chấm phẩy nha. Dấu phẩy nè. Student có S nè. Rồi. The doctor strongly advised Jerry to take a few days rest. Ở đây mình thấy là bác sĩ là cái giờ nè. Thấy không? Danh từ đếm được số ít và không có đi không như vậy. Nếu mà a doctor là chưa xác định, họ không có chưa xác định làm sao, advice. Nhá, mình đang kể mà, mình đang kể một cái gì đó ở trong quá khứ thì mình phải xác định cái đối tượng mà mình đang nói. The doctor rồi khuyên. Khuyên rằng, khuyên ai đó làm gì? Advise somebody to do something. Advise Jerry to. Rồi. Rest này là một danh từ mình đếm được số ít nè, cho nên là trước phải nè. Một cái sự nghỉ ngơi nè, một cái lượt nghỉ ngơi mà kéo dài một vài ngày thì cái few days và phải có phải ở phía trước như thế này.